Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Vấn nạn trộm cắp và tội phạm của người Việt gây nhức nhói trên đất Nhật. Ngày 30 tháng 8, VOA Tiếng Việt cho hay nạn trộm cắp, tội phạm của thực tập sinh Việt Nam gây nhiều lo ngại ở Nhật Bản. VOA trích dẫn một phóng sự ngày 28 tháng 8 của một hãng tin quốc tế cho biết ngày càng có nhiều thực tập sinh người Việt bị bắt giữ ở Nhật Bản vì trộm cắp và nhiều tội khác dấy lên những lo ngại ở đất nước này, cũng như cho thấy dấu hiệu về những vấn đề sâu xa hơn bên dưới bề mặt. Và đây là hình bài trên VOA. Trước đó, VOA cùng nhiều báo, đài khác cũng đã đưa tin về hàng loạt các vụ trộm cắp, phạm tội do người Việt gây ra ở Nhật. VOA cho biết hiện có khoảng 570.000 người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, trong đó 35% là thực tập sinh. Việt Nam đang đứng đầu nhóm 15 nước có thực tập sinh, người lao động tới quốc gia này. Họ góp phần duy trì các ngành quan trọng như xây dựng, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Theo VOA, kèm theo sự hiện diện của người lao động Việt Nam là nhiều vụ phạm tội gây khó chịu cho người dân Nhật Bản. Có ít nhất 10 người Việt bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ về tội trộm cắp hoặc ăn cướp trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024. VOA cũng cho biết Gần nhất, NSK và một số đại của Nhật đưa tin về một nhóm người nói tiếng Việt đánh cắp 11 xe ô tô vào rạng sáng ngày 19 tháng 8 ở một đại lý của hãng Honda tại thành phố Otawara, tỉnh Tochigi. Sau đó không lâu, một phóng sự của tờ Asahi Shinbun ngày 28 tháng 8 đề cập đến trường hợp một người đàn ông Việt Nam, 32 tuổi, bị đem ra xét xử ở tỉnh Fukuoka vì bị cáo buộc đã nhiều lần ăn trộm trong các căn nhà bán chủ hồi năm ngoái ông này đã nhận tội với cảnh sát. VOA dẫn lại lời các điều tra viên từ hãng tin quốc tế cho biết ông này đến Nhật năm 2015 làm thực tập sinh nhưng bị người chủ chê trách về thái độ làm việc, sợ bị trả về nước ông bỏ trốn và sau khi được một người quen khuyến khích ông bắt đầu ăn trộm. Ông này nợ số tiền hơn 171 triệu đồng sau khi trả các loại phí cho công ty môi giới để được đi Nhật và đã không thể trả số nợ đó. Ông khai rằng khi trộm cắp được, ông gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam. Theo hãng tin quốc tế, số người Việt Nam bị cảnh sát Nhật bắt giam vì bị tình nghi dính dáng đến các vụ tội phạm đã tăng lên trong những năm gần đây. Và đây là hình thực tập sinh Việt Nam đi Nhật làm việc. Vẫn theo VOA, khoảng 80% thực tập sinh Việt Nam gặp khó khăn do nợ những khoản tiền lớn vì phải trả phí môi giới. Trong khi đó, về nguyên tắc, họ không được thay đổi chỗ làm trong 3 năm đầu tiên. Gặp vấn đề trong việc bắt nhịp với nơi làm việc, xong lại không thể chuyển chỗ làm, trong khi vẫn phải chịu gánh nặng nợ nần là những yếu tố đẩy nhiều thực tập sinh người Việt vào con đường phạm tội. VOA dẫn cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật. Theo đó, hơn 1.600 người Việt đã bị bắt trong năm ngoái, tăng thêm 27 người so với năm kia tỷ lệ người Việt bị bắt giữ chiếm 28% trong toàn bộ những người nước ngoài bị bắt ở Nhật và còn là con số cao nhất trong 4 năm liên tiếp. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo tìm hiểu của VOA, hồi giữa tháng 12 năm 2023, khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự diễn đàn hợp tác lao động Việt Nhật tại Tokyo, ông đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Việt Nam bao gồm cả đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo phối hợp tốt với nhau để tạo điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho người lao động Việt Nam. VOA dẫn lời Thủ tướng Chính cho rằng cần phải tạo môi trường thuận lợi, an toàn, thân thiện, hòa hợp văn hóa để người lao động Việt Nam có thể yên tâm học tập, làm việc, tuân thủ pháp luật sở tại, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, được sống trong một môi trường hiện đại với bản sắc văn hóa Nhật Bản, giảm thiểu các trường hợp vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo ra môi trường như vậy thì không thấy Thủ tướng đề cập đến. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vấn nạn trộm cắp và tội phạm của người Việt gây nhức nhói trên đất Nhật. Nguyên do khiến luật sư Trần Đình Triển bị bắt Ngày 7 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã bắt tạm giam nhà báo Trương Huy Sang và luật sư Trần Đình Triển. Theo cơ quan điều tra, Hai bị can đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ đăng tải các bài viết trên Facebook xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau khi bị bắt, trang Facebook của cả hai đều biến mất. Thời báo.d đã đăng lại bài viết trên Facebook của nhà báo Trương Huy Sang, về Bình Tô Lâm mà bài viết này đã khiến ông bị bắt. Trên trang Facebook của mình, luật sư Trần Đình Triển có một số bài viết chỉ trích chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đây chính là nguyên do khiến luật sư Trần Đình Triển bị bắt. Luật sư Triển từng cho biết, ông là bạn học cùng khóa đại học với ông Nguyễn Hòa Bình và ông Tô Lâm. Như vậy, ông Triển đã bị bắt bởi chính tay những bạn học của mình. Ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Phó Thủ tướng và luật sư Trần Đình Triển. Nhân dịp Nguyễn Hòa Bình vừa mới lên làm Phó Thủ tướng, thường trực ngày 26 tháng 8, Thời báo chấm đăng lại bài viết của luật sư Trần Đình Triển ngày 23 tháng 4 với tiêu đề Nguyễn Hòa Bình những cái nhất khi làm chánh án. Ông Nguyễn Hòa Bình là bạn học cùng khóa đại học với tôi, trong công tác thì có thời gian cùng ngành hoặc khác nghề nhưng lại liên quan đến nhau. Vì vậy, tôi hiểu biết Nguyễn Hòa Bình từ học hành, năng lực trình độ, sở trường, sở đoản, phẩm chất đạo đức và nhân cách. Tôi nêu một số cái được của Nguyễn Hòa Bình như sau. Thứ nhất, là chánh án tòa án nhân dân tối cao đầu tiên, có chức vị cao nhất trong đảng, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng. Thứ hai là chánh án tòa án nhân dân tối cao, có học hàm học vị cao nhất, giáo sư, tiến sĩ. Thứ ba là chánh án đầu tiên đưa ra ý tưởng, chọn và xây tượng vị thần bảo vệ công lý ở trụ sở hệ thống tòa án từ cấp quận, huyện trở lên. Thứ tư là chánh án mà nhiều cấp tòa, phiên tòa, sơ thẩm và phúc thẩm nhưng không cho người thân của bị cáo và đương sự, không cho nhân dân tham dự phiên tòa bất chấp quy định của hiến pháp. Thứ năm là chánh án tạo nên những kết luận của bản án hoặc câu cửa miệng của các thẩm phán là mặc dù có vi phạm về tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Và đây là hình chánh án Nguyễn Hòa Bình trong phiên giám đốc thẩm vụ án oan Hồ Duy Hải. Bị cáo có mâu thuẫn gì với người làm chứng A hoặc B không? tạo nên sự bất chấp các quy định trong bộ luật hình sự và tố tụng hình sự về xử lý vi phạm các cá nhân, tiến hành tố tụng, một số quy định về tố tụng phải trả hồ sơ điều tra lại hoặc hủy án trở nên vô hiệu trong thực tế. Chỉ căn cứ lời khai để kết tội, bất chấp chứng cứ khách quan khác. Thứ sáu là chánh án bị nhiều người dân, nhân sĩ trí thức và mạng xã hội lên tiếng. Hệ thống tòa án xét xử oan sai nhiều nhất là mất niềm tin của nhân dân đối với hệ thống ngành tòa án cao nhất. Thứ bảy là chánh án xin được ngân sách nhà nước nhiều nhất để xây dựng nhiều trụ sở tòa án từ cấp quận huyện đến tối cao hoành tráng nhất. Dư luận nói các công trình xây dựng thường lại quả là từ 10 đến 30% chắc không xảy ra với các công trình của tòa án vì tòa là cán cân công lý. Thứ tám, chánh án ghi dấu ấn nhiều nhất trong mạng xã hội có những clip nêu đích danh vợ con và khối tài sản riêng kết xù mà chưa có lời giải đáp đúng hay sai. Thứ 9, chánh án có con trai còn rất trẻ đã được luân chuyển bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh Gia Lai. Thứ 10, chánh án sẽ đi vào lịch sử tố tụng của Việt Nam khi bất chấp ý kiến của các cơ quan tư pháp và dư luận về hai vụ án oan sai là vụ Hồ Duy hại ở Long An và vụ mẹ con gái ship gà ở Điện Biên. Thứ 11, phiên tòa xét xử công khai nhưng cấm báo chí, luật sư ghi âm, ghi hình, bất chấp quy định của hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, khi xét xử sai và bị tố cáo khiếu nại thì được trả lời tỉnh queo, well, không có bằng chứng để xem xét lại vụ án và xử lý vi phạm của thẩm phán và hội đồng xét xử. Quy định này cả thế giới chưa có nước nào như vậy. Và đây là hình Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai, Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình. Sau bài viết kể trên ngày 23 tháng 4, có thêm một bài viết về vụ án công ty Xuyên Việt Oi với tiêu đề Cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình. Luật sư Triển cho biết, trước khi làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ từng giữ chức vụ tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại, cổ phần công thương Việt Nam, Việt Tin Bang. Bên cạnh đó, luật sư Triển bật mí, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam là một trong số các công ty vệ tinh của việt tinh bang do nguyễn tuấn anh hiện là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai con trai ông nguyễn hòa bình một thời gian dài làm chủ tịch công ty này đã bung vốn đầu tư với một khối lượng tiền vô cùng lớn luật sư triển đặt câu hỏi lê đức thọ và nguyễn tuấn anh có cấu kết với nhau hay không có lợi dụng ảnh hưởng của ông nguyễn hòa bình và ông Bình có can thiệp như một số đơn thư nêu vấn đề không. Mới đây, ngày 27 tháng 8, một ngày sau khi ông Bình lên Phó Thủ tướng Thường trực, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án công ty Xuyên Việt Oi. Trong đó, Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1 triệu đô la Mỹ và nhiều hiện vật tiền tỷ trong thời gian ông Thọ giữ các chức vụ chủ tịch Việt Tinh Bang và bí thư tỉnh ủy Bến Trà nhưng kết luận điều tra của bộ công an hoàn toàn không nhắc gì đến vai trò của nguyễn tuấn anh con trai nguyễn hòa bình quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin nguyên do khiến luật sư trần đình triển bị bắt